Ok nhá, xin kính chào thầy quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Hi Audio nha mọi người. Và trong buổi ngày hôm nay thì cửa hàng bên em cũng xin đính chính lại cho tất cả các bác rằng là cái vụ lừa đảo đôi loa. Thì nhiều bác bảo là em làm trò làm ấy để câu view, thì em muốn nói thật với các bác như thế này nhá, là bảo là làm sao mà bưu tá phát lại bị lừa với thằng thế kia đúng không? Thì bây giờ em hai sẽ là nói chi tiết lại tất cả các bác, và chúng ta chỉ có một cái video này cuối cùng để chúng ta nói về vụ này nữa thôi. Thì em hai cũng sẽ không nhắc đến nữa. Ok chưa ạ? Đó, em rất là mong tất cả các bác vào mà chưa đăng ký kênh thì các bác có thể đăng ký kênh và ủng hộ cho cửa hàng bên em hai một nốt like nhá. Đấy, ok cho mọi người. Thì ở đây thì có một bác khách tên là Quân, người ở như Yên Bái các bác nhá. Thì mua ở cửa hàng bên em một đôi loa là loa HZ. Đấy, loa HZ đây mọi người này. Đấy, một đôi loa HZ đây là cái loa của em các bác nhá. Đấy, và loa này thì nó là loa full 30. Từ 19 côn 76. Bass phên tép của nó là Selection các bác nhá. Và con này thì nó là hàng bãi xịn rất là ngon luôn. Đấy, em và em đang bán với mức giá là 12.500.000. Đúng không ạ? Thì em hai khi mà em hai bác khách có thể gửi là đôi loa có thể là cọc đôi loa này của em hai bằng 300.000. Ok cho mọi người. Và khi em hai gửi đến thì bác khách có cho một cái địa chỉ, nó cũng ở trên Yên Bái nhưng mà không phải là nhà của bác khách đấy các bác nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, và ở đây thì bưu tá hôm nay bưu tá có đi lại nhưng mà cái nhà đấy người ta bảo là không biết người đấy ở đâu. Đấy, không biết là xã nào hay là huyện nào thì người ta không biết. Được chưa các bác? Và cái quy trình là như sau. Đây thì cũng là một phần là do bưu tá hết các bác nhá, do bưu tá hết. Và em hai cũng đã được đền bù cái đôi loa đấy rồi. Thì cái do bưu tá ở đây là như thế nào? Bởi vì em hai có với tất cả những video em hai đóng hàng cho tất cả các bác, đúng không ạ? Đấy, chứ em hai cũng không phải là đóng hàng không cho tất cả mọi người, đúng không? Thì cửa hàng bên em cũng nói luôn với tất cả anh em, rằng là cái quy trình là nó lừa đảo đôi loa này là như sau. Thì khi bưu tá mang đến phát cho người ta thì đối với những cái dòng bưu tá như bưu điện này các bác ạ, này phát những món hàng như thế này, nhiều khi là có những người ta cũng chưa biết là quen biết hay không, nhưng mà người ta lại vứt hàng lại để cho khách xem, để người ta đi phát tiếp đơn khác các bác nhá. Đấy, phát tiếp đơn khác. Và sau khi quay lại thì người ta mới gửi lại hàng, thì người ta bảo là không có đúng theo yêu cầu hoặc là không có đúng theo cái hàng mà người ta mua, thì người ta gửi quay lại. Thì lúc đấy là người ta đã lôi đôi loa này ra của em và người ta đánh cháo của đôi loa này rồi. Đấy, đây là một phần là 100% là do lỗi của bưu tá, chứ cửa hàng bên em không có gửi loa đều đi, đúng không? Và người ta lừa đảo là thế nào ạ? Người ta lợi dụng cái lúc bưu tá người ta đi đấy, thì người ta mới như thế nào các bác nhỉ? À, người ta sẽ là đánh cháo đôi loa này và người ta bọc xốp lại và người ta bảo là đôi loa này nó không như ý muốn. Và thứ hai nữa là nó không phải hàng mà giống như là người ta mua ở trên mạng hay là mua ở trên cửa hàng bên em, thì người ta gửi lại cho bưu tá để bưu tá gửi hoàn về cho em, được chưa ạ? Và đặc biệt rằng là cửa hàng bên em thì các bác không mua hàng mà có vấn đề gì mà gọi là này kia thì cửa hàng bên em cũng hoàn về thôi, chứ em không có lòng ngoằng đâu các bác nhá. Đấy, thứ nhất là anh em mình là mua hàng là hàng thật, việc thật, chứ các bác cũng không bao giờ là mua hàng bên em mà các bác bỏ tiền ra mua hàng đều cả. Đấy, đúng không? Thì em đính chính lại cho tất cả các bác, đây là đầu tiên thì là chúng ta, em đây cũng không có chửi bới hoặc là em cũng không có một cái vấn đề gì để mà nói với tất cả các bác rằng là em để mà phải thanh minh cả, đúng không ạ? À, ok cho anh em, thì đấy là cái quy trình em hai vừa nói. Đấy, người ta là bưu tá thì người ta sẽ là như nào bác nhỉ? À, người ta chỉ là người ta gửi lại đấy để cho khách hàng người ta xem. Và sau khi người ta xem thì người ta đánh cháo đôi loa này và người ta gửi lại bưu tá và người ta báo là không nhận hàng của em hai. Sau đấy là người ta gửi về thì cái đôi loa này đã bị đánh cháo rồi các bác nhá. Đấy, và rất là đơn giản như vậy thôi, chứ chẳng có vấn đề gì cả. Đấy, ok cho mọi người. Nên nhiều bác nó vào bảo là em hai thế này thế nọ, em hai thế này thế kia, nhưng mà thực tế với các bác rằng là em hai cũng chẳng tự nhiên mà thần kinh mà ngộ mà lên cho tất cả các bác những cái video mà gọi là tự nhiên mà đặt điều ra là thế này thế nọ để mà câu view câu like làm cái gì cả. Đấy, và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà cửa hàng bên em bị lừa đâu. Có rất là nhiều cửa hàng bên em bị lừa cả con vang, lừa cả con mic. Đấy, ok cho các bác rất là nhiều luôn, đánh cháo hàng rất là ấy. Nhưng mà thực tế với các bác rằng là thôi, cái gì thì cái, nó cũng có lúc này lúc kia mà. Đấy, không quan trọng đâu các bác. Tất nhiên rằng là cái này thì bưu điện nó cũng sẽ đền bù một phần nào đấy, bởi vì em có video đóng hàng ở tất cả các bác hết, chứ không phải là đóng hàng không. Ok cho anh em. Thì em rất là mong tất cả các bác là nghe rõ cái vụ việc như vậy, và các bác cũng không phải là bảo là cửa hàng bên em câu view câu like rồi là lại bảo em là bị lừa, để mà lâu bị lừa người ta rồi người ta lừa lại thế này kia. Em chẳng lừa được ai đâu, em chẳng lừa được ai các bác nhé. Đời em chưa lừa ai 1.000 bạc nào luôn các bác nhé. Nên là các bác cũng phải biết được rằng là em hai rất là nhạy cảm vấn đề này, nên là anh em mình thôi thì cũng được bưu điện người ta đền bù rồi, thì em hai cũng sẽ là có cái chương trình để em hai thanh lý đôi loa này cho anh em.
vào trong một cái buổi live stream. Đấy, thì cũng rất là mong tất cả các bác thông cảm nhé. Đấy, anh em mình cũng vui vẻ với nhau thôi. Đấy, cái này thì chúng ta bây giờ em cũng đóng hàng, em có đầy đủ video clip hết, nên là có vấn đề gì ấy thì tất cả rằng là em hai cũng sẽ là có những cái bằng chứng để em hai đưa ra được, nên là các bác cũng không phải lo đâu các bác nhá. Em cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ cũng như là động viên cửa hàng bên em rất là nhiều. Ok, dạ cảm ơn tất cả các bác nhá. Đấy, nhớ ủng hộ, like và đăng ký kênh của cửa hàng bên em nhá. Xin kính chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ. Bye bye.